em bé chắc chắn sẽ ăn thật ngon lành và hào hứng nếu như mẹ làm món xiên 3 trong 1 này. Tin mẹ Cam đi, có đủ cả thịt, cơm và rau mà quan trọng là thịt ăn rất là mềm, không bị khô. Mẹ Cam chọn phần thịt có cả nạc và mỡ, thái lát thật là mỏng, thêm một ít hành khô vào và đem đi xay thật là nhuyễn. À, cái máy xay 8 lưỡi mẹ Cam có mọi người nhá, xay thịt thích lắm. Giờ mình cho vào một ít nước tương tách muối, một xíu dầu ăn cho mềm thịt, một quả trứng gà, trộn thật là đều và để như thế để ướp một tí. Cà rốt, súp lơ hoặc là rau củ khác thì mình cắt thật là nhỏ ra rồi luộc sơ cho vừa chín tới, sau đấy thì vớt ra để ráo. Chuẩn bị một ít cơm trắng, mình sẽ trộn cái phần rau củ này vào trong cơm trắng luôn, có thể thêm một chút muối hồng nếu như bé trên 1 tuổi. Rồi mình viên phần cơm này lại thành những viên nhỏ xíu, lấy cái phần thịt lúc nãy vừa xay, bọc một lớp mỏng ở bên ngoài, vo viên lại thật là tròn rồi đem đi chiên. Mình lưu ý là sẽ chiên ở lửa nhỏ thôi, vào trong quá trình chiên thì sẽ đậy nắp lại để cho thịt được chín thật là kỹ và mềm. Xong như vậy là ăn được luôn rồi, nhưng mà mẹ có thể kiếm một cái que mình xiên lại, như vậy thì bé rất là thích cầm ăn luôn, trông hấp dẫn và hứng thú hẳn mọi người nhở. Cái phần thịt thì nó mềm, dẻo, không bị khô cũng không bị bã, khi ăn quyện vào cơm luôn rất là dễ ăn, mà món này lại đầy đủ dinh dưỡng. Mẹ thử cho bé nhé.